Đau dạ dày là hiện tượng phổ biến trong thai kỳ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mẹ bầu gặp phải tình trạng này như hormone progesterone tăng bất thường khi mang thai có thể khiến nhu động ruột giảm, làm tăng áp lực lên ổ bụng và gây kích thích dạ dày. Ngoài ra, việc ốm nghén nôn mửa thường xuyên khi mang thai gây kích thích dạ dày co bóp quá mức nên làm tăng tiết dịch vị, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa, khiến chị em bị đau dạ dày. Bên cạnh đó, thai nhi phát triển đến đâu thì tử cung của người mẹ cũng bắt đầu giãn nở đến đó để đảm bảo không gian cho thai nhi phát triển. Điều này vô tình làm tăng áp lực lên ổ bụng và kích thích dạ dày, khiến mẹ dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Tâm trạng căng thẳng cũng là một nguyên nhân. Nhiều bà bầu thường xuyên bị căng thẳng do lo lắng về vấn đề nuôi dưỡng chăm sóc thai kỳ. Điều này một phần cũng xuất phát từ việc nội tiết tố bất ổn khi mang thai. Việc phải chịu đựng những cơn đau dạ dày bên cạnh những phiền toái và vấn đề về sức khỏe thai kỳ sẽ khiến mẹ bầu càng trở nên mệt mỏi và mong muốn sự trợ giúp từ các loại thuốc dạ dày để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, việc uống thuốc đau dạ dày có ảnh hưởng đến thai nhi hay không là điều quan trọng mà các mẹ muốn biết. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! 1. 3 tháng đầu. Vào giai đoạn này, thai nhi bắt đầu hình thành và phát triển các cơ quan trong cơ thể. Uống thuốc đau dạ dày có ảnh hưởng đến thai nhi rất lớn trong sự phát triển của các bộ phận của bé, gây ra các tổn thương, dị tật, quái thai. Chính vì vậy, 3 tháng đầu được xem là giai đoạn mà thuốc dạ dày ảnh hưởng xấu nhất đến em bé. Các mẹ bầu cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định uống thuốc trong 3 tháng đầu của thai kỳ. 2. 3 tháng giữa. Thai nhi 3 tháng giữa đã tương đối cứng cáp hơn và bớt nhạy cảm. Đây là giai đoạn thai nhi bước vào thời kỳ ổn định. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu thắc mắc thuốc đau bao tử có ảnh hưởng đến thai nhi 3 tháng giữa hay không thì câu trả lời vẫn là có, nhưng chúng nằm ở mức độ chịu ảnh hưởng thấp hơn trong 3 giai đoạn. Vì vậy, trong trường hợp các cơn đau của mẹ không chịu đựng nổi thì có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc sử dụng thuốc đau dạ dày trong giai đoạn này. 3. 3 tháng cuối. Tam cá nguyệt cuối cùng là giai đoạn quan trọng vì bé sắp chào đời. Mẹ bầu cần hết sức cẩn thận để tránh tình trạng sinh non. Uống thuốc dạ dày có ảnh hưởng đến thai nhi 3 tháng cuối, nên để tránh ảnh hưởng đến quá trình sinh nở sắp tới, mẹ bầu cần hỏi ý kiến của bác sĩ thật kỹ nếu muốn sử dụng loại thuốc này. Như vậy, việc uống thuốc đau dạ dày có ảnh hưởng đến thai nhi dù là ở bất cứ giai đoạn nào trong thai kỳ. Các loại thuốc nói chung và thuốc dạ dày nói riêng đều gây ra những ảnh hưởng nhất định đến thai kỳ nếu phụ nữ mang thai sử dụng không đúng cách. Vì vậy, khi có thai, chị em không nên uống thuốc một cách bừa bãi. Trong trường hợp cơn đau dạ dày vượt quá sức chịu đựng, buộc phải dùng tới thuốc, bà bầu nên hỏi ý kiến và sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, các mẹ cũng có thể tham khảo thêm các cách giúp giảm bớt cơn đau như uống nhiều nước, chườm ấm bụng, uống trà hoa cúc, trà gừng, tập yoga, thiền, thư giãn, hít thở. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!